Vì sao Trường Giang dính loạt bê bối vẫn kiếm tiền bất chấp, cầu hôn bạn gái làm lố sóng truyền hình trực tiếp, bị Quế Vân nam em tố lăng nhăng nhưng Trường Giang vẫn đắc xô như thường. Nhiều người vẫn hay nói Trường Giang là ca lạ của showbiz Việt. Ngoại hình thấp bé, giọng nói lơ lớn, thế nhưng diễn viên xứ Quảng vẫn là ngôi sao ăn khách của làng hài. Trường Giang và Trấn Thành được xem là hai ngôi sao đình đám, kế thừa thế hệ Hoài Linh, Chí Tài và Việt Hương. Nhưng so với đồng nghiệp, mười khó lại để xảy ra loạt bê bối yêu đương, trở thành đề tài cho dư luận bàn tán. Dù vậy, bất chấp hàng loạt thị phi, nhiều người không hiểu vì sao Trường Giang lại nổi bừng bật, vẫn chạy xô đều đặn. Bị Quế Vân nam em bắt cá hai tay, cầu hôn lố trên sóng truyền hình. Valentine 2016, cụ người mẫu Quế Vân bất ngờ đăng đàn, tố cáo Trường Giang phản bội Nhã Phương để có mối quan hệ ngoài luồng với cô. Chân dài sinh năm 1983 chia sẻ, nam diễn viên hài không đáng mặt đàn ông, nhiều lần chủ động hàn gắn với cô dù liên tục xuất hiện tay trong tay với Nhã Phương trong các sự kiện. Theo lời Quế Vân, cô và Trường Giang có mối quan hệ kéo dài 5 tháng. Cụ người mẫu cho biết bạn trai nhiều lần lừa dối cô khi xuất hiện bên Nhã Phương. Thế nhưng, ngôi sao làng hài ăn khách lại nói rằng việc đó do người hâm mộ muốn thế, còn trái tim anh mách bảo khác. Người đẹp sinh năm 1983 còn tung clip chứng minh lời nói của mình. Ngay lập tức, Trường Giang bị dư luận phản đối vì bắt cá hai tay. Tuy vậy, nam diễn viên sinh năm 1984 chọn thái độ im lặng trước búa rìu dư luận. Giữa tháng 3, 2018, nam em khiến đám đông hoang mang khi tiết lộ cô có mối tình chớp nhoáng với Trường Giang. Người đẹp kể cô làm việc với chàng hề xứ Quảng trong một game show, sự quan tâm của anh khiến cô rung động. Sau ngày quay cuối cùng, cả hai bắt đầu hẹn hò và mối quan hệ này kéo dài 30 ngày. Nam em thừa nhận mối tình này trở thành vết thương lòng, cô đã yêu hết mình, điên cuồng, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận rời xa. Cư dân mạng ném đá không tiếc tay khi cho rằng top 8 Hoa hậu trái đất cố tình lợi dụng tên tuổi Trường Giang để đánh bóng bản thân. Nhưng mới đây, khi Trường Giang lên tiếng thừa nhận mối quan hệ với nam em, đồng thời cảnh cáo sẽ không để yên nếu đụng đến Nhã Phương, dư luận lại chỉ mũi dùi về phía diễn viên hài khi cho rằng anh cư xử không đáng mặt đàn ông. Nhiều ý kiến cho rằng Quế Vân lẫn nam em đều mượn scandal để gây chú ý, điều này không sai. Thế nhưng câu chuyện của họ đều đã được xác nhận. Và người đáng trách ở đây là Trường Giang thì dư luận có phần dễ dãi. Chưa dừng lại ở đó, việc Trường Giang đoạt giải Mai Vàng nhưng lại mượn sóng của nhà đài để cầu hôn Nhã Phương vào những ngày cuối năm 2018 đã làm không ít người bức xúc. Trang phục lôi thôi, gương mặt ngơ ngác của mười khó, trông anh thiếu chuyên nghiệp. Dư luận có đang quá dễ dãi với Trường Giang? Với hàng loạt scandal, ngỡ đâu tên tuổi Trường Giang bị ảnh hưởng ít nhiều, thế nhưng anh vẫn nhận game show đều đặn, tấu hài mỗi đêm, phim điện ảnh tham gia thu về 100 tỷ đồng. Câu hỏi được đặt ra, tai tiếng chỉ càng giúp anh nổi bừng bừng. Trong những bê bối kể trên, Trường Giang không còn là nạn nhân. Thế nhưng anh chỉ có một thái độ là im lặng sau tất cả mọi chuyện. Lần gần đây nhất, diễn viên gốc Quảng Nam lên tiếng là cảnh báo nam em và bảo vệ Nhã Phương. Thay vì xin lỗi và xoa dịu khán giả, mười khó lại nói về người cũ với lời lẽ không mấy hay ho. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến tỏ ra bên vực nam em và chỉ trích Trường Giang nặng nề. Vậy tại sao Trường Giang vẫn kiếm tiền đều đặn khi đứng giữa tâm bão? Liệu rằng khán giả Việt Nam có đang dễ dãi với anh? Đem câu hỏi, một nhà sản xuất phim và game show, người này cho biết dư luận có phần dễ dãi nên dung túng cho nghệ sĩ. Dư luận dễ quan tâm đến một vấn đề nổi cộm nhưng cũng rất dễ lãng quên và tha thứ. Họ có thể tức giận chỉ trích Trường Giang nhưng sau đó cũng dễ dàng quên đi sự việc. Vì sự dễ dãi của công chúng đã vô tình tiếp tay cho người nghệ sĩ, họ cho rằng chỉ cần tạo scandal là có thể nổi tiếng. Điều này vô hình làm thế hệ trẻ bị ảo tưởng, người này nói. So với Việt Nam, dư luận Hàn Quốc, Trung Quốc và Ấn Độ cực đoan hơn. Một nghệ sĩ từng vướng bê bối ngoại tình với ngôi sao đã có chồng là Lý Tiểu Lộ đã bị đám đông tẩy chay khiến sự nghiệp tuột dốc không phanh. Ở Hàn Quốc tháng 3 vừa qua, diễn viên gạo cội Jo Min Ki đã tự tử sau bê bối quấy rối tình dục. Trước khi bị cảnh sát điều tra, nam diễn viên phía đông Phường Địa Đàng đã chọn cái chết. Tại Ấn Độ, một ngôi sao trẻ vướng lùm xùm yêu đương người có vợ đã bị cấm diễn 3 năm. Với gương mặt đang lên, điều này đã làm đóng băng sự nghiệp của cô. Nói thế để thấy, nghệ sĩ khu vực đều hạn chế scandal hết mức có thể. Nhưng ở Việt Nam, xu hướng này lại được nhiều người tận dụng. Động thái của các cơ quan nghề nghiệp và lòng tự trọng của nghệ sĩ. Ở Việt Nam có hội điện ảnh và hội nghệ sĩ sân khấu, nhưng họ cũng không quản lý đời tư hay đạo đức của nghệ sĩ. Sở Văn hóa và Cục Nghệ thuật Biểu diễn chỉ làm việc khi có nghệ sĩ nào vi phạm các luật cấm về nghề.
chưa có đạo luật nào liên quan đến đời tư, vậy chỉ còn trông chờ vào lòng tự trọng của người nghệ sĩ. Nhưng điều này có vẻ là món hàng xa xỉ với một showbiz nháo nhào như ở Việt Nam. Diễn viên Minh Luân, người từng vướng ồn ào tình cảm cách đây không lâu, cũng chia sẻ anh không muốn đôi co qua lại như trường hợp của Trường Giang và Nam Em. Theo cảm nhận của tôi, cuối cùng Nhã Phương là người tội nghiệp nhất. Trường Giang và Nam Em đều sai hết, mọi chuyện đã kéo đi quá xa. Ban đầu người ta còn quan tâm, bây giờ thì ngán ngẩm là do cách cư xử của hai người nổi tiếng. Tôi nghĩ mình nên giữ lại chút gì đó lòng tin của khán giả sẽ tốt hơn, bởi vì mình là người của công chúng, người ta luôn theo dõi mình. Đừng làm gì ảnh hưởng tới giới trẻ, Minh Luân phát biểu. Hoài Linh cũng từng nói rằng anh nợ khán giả tình yêu thương, nên mỗi khi họ xuống đền thờ tổ, dù rất mệt nhưng danh hài vẫn ra bắt tay, trò chuyện và chụp ảnh. Nghệ sĩ ưu tú cho rằng đó không phải đãi bôi mà anh muốn trả ơn vì khán giả đã nuôi nghệ sĩ chúng ta. Từng rất yêu thích Nam Em, vậy mà cuối cùng Hoa hậu Diễm Hương vẫn phải thốt lên, ngu thì tự chịu. Từng rất cảm phục tinh thần vươn lên của Nam Em, nhưng đến hiện tại Diễm Hương phải thốt lên vì nể độ chịu chơi của Nam Em và ekip của cô. Những ngày qua, ồn ào tình cảm của Nam Em Trường Giang Nhã Phương gây chấn động showbiz Việt. Những tưởng scandal tình ái của Trường Giang Nam Em sẽ dần lắng xuống. Nhưng khi nam danh hài xứ Quảng lên tiếng trần tình, sự việc lại được thổi bùng lên và tạo ra những luồng ý kiến trái chiều. Dù bị đe dọa nhưng Nam Em khẳng định vẫn yêu nam danh hài xứ Quảng. Đồng thời hình ảnh cô xuất hiện trong một khoa tâm lý với gương mặt tiều tụy khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng. Bên cạnh lời bênh vực, nhiều người cho rằng top 8 Hoa hậu Trái Đất 2016 đang dùng chiêu trò bấu víu Trường Giang để đánh bóng tên tuổi. Trong buổi livestream với người hâm mộ mới đây, Hoa hậu Diễm Hương bất ngờ nhắc tới sự việc đang thu hút truyền thông những ngày qua. Theo đó, dù không muốn nói tới, nhưng những thông tin về Nam Em ngập tràn trên Facebook của Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 đã khiến cô không thể làm ngơ. Trước tiên, tôi cũng từng gặp cô ấy ở đằng sau sân khấu. Trong lúc đợi ra diễn, tôi có hỏi, em có định đi thi cuộc thi nào nữa không vì chị thấy em đẹp? Lúc đó cô ấy trả lời, em không thi gì nữa, nhưng sau show đó cô ấy nộp đơn tham dự hai cuộc thi là Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Bẵng đi một thời gian tôi thấy rất cảm phục và nể sự vươn lên của cô ấy trong thế giới khắc nghiệt. Đến bây giờ khi ngồi ở đây suy nghĩ, tôi thấy rất nể sự chịu khó và chịu chơi của cô ấy cùng ekip. Bởi vì đến thời điểm này không ai không biết về người đó, Diễm Hương chia sẻ. Không những thế, bà mẹ một con cho biết, đối với một người nghệ sĩ, nếu ăn cơm của tổ và sống chết vì nghề, thì dù làm gì đi chăng nữa, cuối cùng cũng sẽ thu phục lòng khán giả. Chúng tôi là nghệ sĩ ăn cơm của tổ, sống và chết cũng vì khán giả. Cho nên dù làm gì đi chăng nữa, cuối cùng cũng sẽ thu phục khán giả. Tuy nhiên trong một phút giây nào đó quá vội vã, muốn lôi kéo càng đông người càng tốt, cô ấy có nói một điều mà tôi nghĩ là sai. Ngày hôm qua tôi có nghe một câu rất sai. Phụ nữ miền Tây yêu là ngu muội, bị chồng đánh nhưng không bỏ được. Tôi không biết từ khi nổi lên, cô ấy đi được bao nhiêu vùng miền. Nhưng đến ngày hôm nay tôi đã trải qua 8-9 năm là hoa hậu rồi. Hồi đó đi thiện nguyện rất nhiều và điều đó cho tôi nhiều kinh nghiệm. Cái chữ yêu ngu muội không có xảy ra ở vùng miền, ở thành phố Hồ Chí Minh này cũng nhiều người lắm, Diễm Hương thẳng thắn lên tiếng. Đặc biệt, người đẹp 28 tuổi khẳng định, chuyện nam em yêu ngu muội không nên lấy những thứ khác ra làm biện minh và đừng vơ đùa cả nắm. Bởi theo lời Hoa hậu, những người miền Tây cô từng tiếp xúc đều rất thông minh, còn những người bi lụy là do bản thân họ tự tạo ra mà thôi. Cái chuyện bạn yêu ngu muội thì mặc kệ bạn, nếu lấy tình yêu ra làm biện minh, đó là lý trí con tim không thể nói đúng sai. Nhưng đừng vơ đùa cả nắm rằng người miền Tây yêu ngu muội. Mẹ tôi cũng là người miền Tây và mẹ tôi không như vậy. Tôi cũng thấy nhiều cô gái miền Tây rất giỏi. Họ yêu thông minh và làm tròn vẹn gia đình. Còn những người chịu đựng bi lụy đấy là do bản thân mình. Chứ đừng đổ lỗi cho tính chất người này người kia, vùng đất này. Tôi thấy rất mắc cười. Là một người nghệ sĩ, tôi thấy những gì bạn làm ảnh hưởng rất nhiều đến khán giả. Muốn đạt được mục đích phải có lộ trình, chứ đừng lôi vùng miền hay yêu giải cứu thế giới. Chẳng nhẽ tôi không yêu Trái Đất nên tôi mới sinh con và rất nhiều người mẹ sinh con là không yêu Trái Đất, cô tâm sự. Sau những chia sẻ thẳng thắn, chân dài họ luôn nhắn nhủ, muốn yêu thì cứ yêu, đừng lôi vùng miền Tây Bắc Trung gì vào hết, mình ngu thì mình chịu. Dù không chỉ mặc điểm tên, nhưng với những thông tin và liên hệ trong thời gian gần đây, khán giả vẫn khẳng định Diễm Hương đang nhắc tới Nam Em. Công khai vòng eo 56cm,
Hương Giang Idol đang trên đà xoán ngôi vòng 2 của Ngọc Trinh. Đăng ảnh khoe vòng eo tròn 56cm, Hoa hậu chuyển giới Hương Giang đã có thể đứng vào hàng ngũ những mỹ nhân sở hữu vòng eo nhỏ nhất showbiz Việt. Cách đây ít giờ, Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 Hương Giang công khai số đo vòng eo hiện tại của cô trên trang cá nhân. Thật bất ngờ, chỉ số của các người đẹp vừa tròn 56cm và khiến cho người hâm mộ phải tròn mắt ngưỡng mộ. Có thể thấy mặc dù là mỹ nhân chuyển giới, nhưng Hương Giang lại sở hữu thân hình nóng bỏng, không kém người đẹp nào trong showbiz Việt. Công khai vòng eo 56cm ở thời điểm hiện tại, giọng ca Vì Yêu Mà Cưới chính thức sánh ngang hàng với đàn chị Ngọc Trinh. Trước đó, nữ hoàng nội y lừng danh showbiz khi công bố sở hữu vòng eo 56cm, tự hào về các bộ phận đẹp nhất trên cơ thể, Ngọc Trinh còn đặt tên cho bộ phim đầu tay đúng như chỉ số vòng eo của mình, vòng eo 56. Ngọc Trinh công bố sở hữu vòng eo 56cm, tuy nhiên giờ đây cô đã gặp phải đối thủ xứng tầm là Hoa hậu chuyển giới Hương Giang. Hương Giang cao 1m70 và có số đo 3 vòng rất chuẩn, 86, 56 và 90. Trước đó, vòng eo của Hương Giang đạt chỉ số 62cm, tuy nhiên khi ghi danh tại Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018, người đẹp đã bước vào quá trình ăn kiêng rất khắt khe, thậm chí liên tục nhịn ăn giữa thời điểm cuộc thi diễn ra để vóc dáng trở nên hoàn hảo. Ép cân gắt gao, vòng eo của Hương Giang đã giảm tới 6cm. Nói điều này ra chắc nhiều người mắng, nhưng thật sự là Giang không dám ăn, áp lực lắm nhưng Giang không ăn được vì sợ mập. Có những lúc đó đến ngất đi nhưng vẫn không dám ăn vì ngày mai phải thi tài năng. Ngày mốt phải thi bikini. Thí sinh năm nay rất đẹp, có những người rất mảnh mai nên Giang chưa bao giờ áp lực như thế vì liên quan đến màu cờ sắc áo. Mọi người ngồi ăn với nhau, dù rất đói nhưng Giang cũng không dám ăn, dù chỉ vài cái rau hay salad. Biết là không ăn cả ngày sẽ mệt, nhưng cũng đâu dám ăn. Lúc nào Giang cũng bị ám ảnh chuyện bụng to, Hương Giang từng chia sẻ. Hương Giang không dám ăn khi đi thi Hoa hậu vì ám ảnh chuyện bụng to. Ăn kiêng khắc khe, cô đã sở hữu vóc dáng vô cùng gợi cảm. Vòng eo nhỏ nhắn hơn rất nhiều so với bạn thi các nước. Trong bức ảnh này, không thí sinh nào đọ được vòng eo 56cm của Hương Giang.